thông Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn đã đến với các em học sinh còn nhiều khó khăn tại trường tiểu học Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh. Với tên gọi Chuyến xe yêu thương 2024, hoạt động không chỉ mang đến cho các bạn những phần quà từ nguồn quỹ quyên góp được trong các hoạt động do các em học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cầu thực hiện. Các em còn tự mình dàn dựng những tiết mục kịch ngắn, trò chơi để mang lại sự thoải mái, tiếng cười như món quà tinh thần cho các bạn học sinh nhỏ nơi đây. Ngoài 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh, giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn còn trao tặng cho giáo viên và học sinh của trường phong bao lì xì với tổng trị giá hơn 73 triệu đồng như một món quà trong những ngày đầu xuân. Chương trình Chuyến xe yêu thương 2024 là hoạt động giáo dục học sinh hướng đến cộng đồng, biết quan tâm và chia sẻ đến những mảnh đời khó khăn. Đồng thời, qua hoạt động này, các em cũng học được nhiều kỹ năng sống, làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Song song với trường tiểu học Hòa Hội Tây Ninh, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cầu sẽ trao quà cho các em học sinh khó khăn tại trường tiểu học Đắc Á, tỉnh Bình Phước.